tiểu đường thai kỳ có khả năng làm ngưng thai phát triển hay không hoàn toàn chính xác khi mà chúng ta tiểu đường thai kỳ thì có thể làm cho thai lưu hoặc là thai không phát triển thì do là khi mà cái đường á không phải là do bé bị tăng đường lên mà bé tử vong đâu mà là do khi người mẹ có tiểu đường thì các insulin của trong máu người mẹ đó ha thì nó sẽ tiết ra và nó sẽ qua nhau và như vậy á, cái insulin nó qua nhau thai nó làm cho hạ đường huyết thì thường bé sẽ tử vong là do hạ đường huyết các bạn ha chứ không phải bé tử vong là do tăng đường huyết do đó là cái việc mà khi tiểu đường thì bạn phải khống chế cái lượng đường hay đừng có cho đường quá cao và chúng ta có thể giữ được bé